Một trong những điều mình cảm thấy thú vị khi qua Úc đó là cộng đồng người Việt mình bên này rất đông. Nếu như mà ngán đồ Úc hay là ăn không quen đồ ăn ở Úc á, thì luôn có cả danh sách những nhà hàng Việt Nam. Mình đã có dịp ghé qua hai khu người Việt cũng như là vài nhà hàng Việt Nam ở Melbourne và Sydney. Và thật nhiên khi nhiều món mình nghĩ là cũng không có phổ biến mấy ở nước ngoài thì ở đây cũng có luôn. Rất đa dạng và phong phú. Và dù có đi khắp phương trời thì ẩm thực Việt Nam mình vẫn mãi đỉnh các bạn nhỉ. Xin chào các bạn, lại là một buổi sáng nữa ở Melbourne. Và sáng nay khi mình thức dậy, mình nhìn ra ngoài cửa sổ thì là mình thấy trời nó khá là đẹp. Nó không có nhiều mây như hôm qua. Và lúc này khi mình ra đường thì là trời rất là trong luôn rồi. Và hôm nay thì mình sẽ đi đến một kinh khu gọi là Footscray. Thì từ khách sạn của mình đi bộ một đoạn là tới cái ga tram ở đây rồi. Và từ tram thì mình sẽ đi vào trung tâm ha. Mình đến cái ga Flinders và tiếp tục mình sẽ di chuyển từ Flinders đến Footscray. Từ trung tâm Melbourne thì chỉ cần đi tàu chừng 20 phút là đã đến được Footscray. Đi tàu ở Úc thì cũng thật là thuận tiện và dễ dàng, có thẻ Mikey là đi được hết. Và lý do mình đến Footscray hôm nay là để mẹ mình gặp người bạn học cũ thời đi học. Mình cũng tranh thủ dịp này đến Footscray tham quan vì nghe nói ở đây có cộng đồng người Việt đông đảo. Và quả thật khi đến đây thì thấy sự hiện diện của các hàng quán Việt Nam khắp nơi luôn. Không khó để bắt gặp những biển hiệu có chữ tiếng Việt với đủ các dịch vụ. Không chỉ là hàng ăn mà còn có tiệm kim hoàng, này, phòng mạch, tiệm thuốc, tiệm hoa, v.v. Mình đã tới Footscray rồi và xuống đây một cái là cái điều đầu tiên mình cảm nhận được đó là rất nhiều hàng quán Việt Nam, rất nhiều các cửa hàng có biển hiệu Việt Nam ghi tiếng Việt luôn. Và cảm thấy rất là vui các bạn. Đây. Đó, bây giờ thì mình sẽ đi dạo quanh khu Footscray này và giới thiệu các bạn nha. Dạo một vòng thì hai mẹ con mình và những người bạn của mẹ dừng chân tại cô thư quán để ăn trưa. Bước vào quán một cái là thấy nét Việt Nam rồi nha. Không chỉ ở những chiếc nón trang trí hay bức tranh vẽ trên tường mà còn là tờ giấy quảng cáo nước sâm nhà làm và đặc biệt là các loại chè để ngay lối vào. Và mọi người đã gọi một loạt món và thực sự nhiều món mình không nghĩ là có ở Úc luôn, như là món gỏi đu đủ khô bò này nè. Ở Úc á, mấy ngày thèm đón Việt Nam, nhìn cái dĩa khô bò này là thèm thật sự luôn các bạn ạ. Thành phần món này cũng khá đầy đủ và hương vị cũng ổn nha cả nhà. Tất nhiên là đồ ăn Việt bên Úc thì sẽ không giống 100% đồ Việt tại Việt Nam, nhưng mà mình vẫn ưng ý với món này, khá là chuẩn vị. Mọi người trong bàn còn gọi nhiều món khác như là cơm âm phủ của Huế nè. Và mình cũng một lần nữa ngạc nhiên là trong thực đơn có món này luôn. Và nối tiếp sự ngạc nhiên của mình là bánh đa cua Hải Phòng và có cả canh bún nữa. Quán có gợi ý ăn thử bột chiên nên mình cũng gọi thử luôn. Chính ra ở Úc thèm đồ ăn Việt Nam thì hầu như món nào cũng có nhỉ. Mình xem trong đơn có cả món bánh canh cua nữa nên quyết định sẽ phải ăn món này. Tô bánh canh cua thực tế nó bự hơn mình trông đợi nữa và nhất là cái càng cua thì trời ơi nó bự thiệt bự luôn. Tô bánh canh này nhìn vậy chứ mà nó nhiều hơn so với khẩu phần ăn một bữa của mình. Mình đã phải cố gắng mới ăn hết á. Và hương vị thì cũng khá ngon nên đó cũng là một phần lý do mà mình muốn ăn hết tô này dù ăn xong là no căng bụng luôn. Thank you.
Một buổi ở Footscray mình cảm thấy cực kỳ dễ chịu bởi sự êm đềm của các con phố nơi đây. Theo mình tìm hiểu thì tại Footscray có khoảng hơn 17.000 người sinh sống. Dựa trên số liệu năm 2021, quang cảnh không quá náo nhiệt như là trung tâm Melbourne. Và cũng ngay ngày hôm đó thì mình đã quay lại Footscray vào buổi tối với một người bạn của mình ở Úc. Và lần trở lại vào buổi tối này thì mình và bạn mình đã chọn một quán, đó là bún bò Đông Ba. Ngoài các món Việt có trong thực đơn thì quán cũng có nhiều món Huế. Tất nhiên rồi, quán tên là bún bò Huế Đông Ba mà. Đầu tiên thì mọi người gọi một phần bánh bột lọc ăn khai vị. Bánh bột lọc ăn rất là ổn nha mọi người, nước chấm pha ngon nè. Và tiếp theo thì mọi người gọi bún bò. Đến quán chuyên bún bò thì tất nhiên là phải gọi bún bò ăn xem sao rồi. Bún bò thì chưa kịp ăn nhưng mà cái mùi đặc trưng món này đã tỏa ra thơm phức khi được bưng ra rồi, nên hy vọng nó sẽ ngon. Một tô đầy đặn có cả thịt bò và các loại chả cùng hành lá và hành tây. Nếm thử nước dùng trước nha. Ồ, cũng bổ quá nè. Và để cho ngon hơn thì mình đã cho thêm chút ớt sa tế. Rồi Footscray, các bạn cùng mình quay trở lại trung tâm Melbourne nhé. Như vậy là mình thấy ở Úc đã có mấy món như là bánh canh cua nè, gỏi bò khô, bánh đa cua Hải Phòng, canh bún, bột chiên, bún bò Huế, bánh bột lọc, cơm bò lúc lắc rồi nè. À, ở đây có cả phở thìn nữa nè. Nhưng mà bữa đó ngày lễ nên khách xếp hàng đông quá. Đứa cháu mình dẫn hai mẹ con mình có một tiệm khác nhưng mà cũng phải xếp hàng khá là đông, nhưng mà đỡ đông hơn bên phở thìn, và đó là tiệm Mekong. Tiệm này thì nhìn thực đơn dáng bên ngoài mà thấy có cả cơm tấm, phở, bún và các loại gỏi cuốn. Sau khi đứng xếp hàng chắc cũng khoảng gần nửa tiếng thì cháu mình với lại mẹ con mình cũng đã vào được bên trong tiệm phở rồi. Hôm nay rất là đông, hôm nay là dịp lễ Phục Sinh đúng không con? Dịp lễ Phục Sinh nên là mọi người đi ăn đi ra ngoài rất là đông luôn. Và thấy một cái tiệm phở Việt Nam ở nước ngoài mà đông như vậy là mình cũng thấy rất là tự hào, rất là vui. Ở đây mình thấy không chỉ có người Việt tới ăn đâu mà thấy có cả người Trung Quốc nè, người Thái nè và người Úc nữa. Rất là đông. Ở tiệm này mình thấy không có thực đơn giấy nha. Thực khách đến ăn sẽ quét mã QR có trên mặt bàn, nhập số bàn, chọn món, thanh toán bằng thẻ ngân hàng, rồi quán sẽ đưa đồ ăn ra. Đây có tương ớt nè, tương đen để ăn phở nè. Đây là sa tế hả? Đó, sa tế. Trong số những món mình gọi thì có một ly chè ba màu mà tiệm đem ra sớm quá, nhưng mà ly chè nhìn cũng hấp dẫn ha. Mình gọi một đĩa cơm tấm sườn chả trứng, nhìn cách trình bày và chén nước mắm để ăn cơm tấm là mình thấy nhớ quê hương liền luôn. Phần cơm tấm này mình gọi thêm một chén nước hầm xương bò, nhưng mà chén này không miễn phí nha, mà có tính tiền. Còn lại mẹ mình với đứa cháu mình thì gọi mỗi người một tô phở bò. Mình dùng thử một ít thì thấy phở cũng khá đậm đà và ngon nha. Và trộm vía là mấy quán mình ăn từ bữa qua Úc thì toàn quán khá ổn, chứ chưa đến nỗi là không ăn được nha. Còn món cơm tấm thì mình rất là ưng ý luôn, nhất là chén nước mắm pha.
Buổi tối hôm đó thì mình được một người bạn khác chở đến một khu có nhiều hàng quán Việt Nam, đó là St Albans, cách trung tâm Melbourne chừng 17 km. Mình được dẫn đến tiệm tên là Quang Vinh, nghe nói ở đây có món cá kho và lẩu canh chua rất là ngon. Và ba người đã gọi một phần cá kho tổ ăn với cơm nè, còn lại là một nồi lẩu canh chua cá được phục vụ kèm các loại rau, đậu bắp, giá và cả nấm kim châm để nhúng vào lẩu. Nhìn chung thì hai món mình ăn ở đây khá chuẩn về Việt Nam. Nước dùng của lẩu canh chua thì có hơi chua hơn bình thường một chút nhưng mà vẫn ngon nha. Sau bữa ăn thì mình có đi dạo xung quanh khu này một chút nhưng mà vì đã trễ nên các tiệm cũng đóng cửa hết. Và cũng như ở Footscray thì tại St Albans cũng không khó để bắt gặp những biển hiệu ghi tiếng Việt. Và phía bên kia đường thì mình thấy có một tiệm chè nữa. Mình cũng tính vô ăn nhưng mà tiệm đóng cửa mất rồi. Hẹn giờ sau quay lại St Albans sớm hơn để trải nghiệm thêm. Và ngoài St Albans và Footscray thì cũng có nhiều nơi khác tại Úc có cộng đồng người Việt sinh sống cũng như là hàng quán Việt Nam. Và ngay tại trung tâm Melbourne thì cũng có nhiều hàng quán mà các bạn có thể lựa chọn. Chỉ cần lên Google Maps tìm là ra khá nhiều kết quả nha. Khẩu vị thì tùy từng người đánh giá và cảm nhận vậy. Nhưng mà riêng chuyến này á, mẹ mình không hợp đồ ăn bên Úc nên các hàng quán Việt Nam là một lựa chọn hợp lý. Rồi Melbourne thì mình và mẹ qua Sydney ở đây ngắn ngày trước khi bay về lại Việt Nam. Mình nghe nói ở gần Sydney cũng có Cabramatta, nơi có cộng đồng người Việt sinh sống. Đợt này thì vì thời gian không cho phép nên đành hẹn Cabramatta vào một dịp khác. Tuy nhiên những ngày ở Sydney thì mình cũng kiếm được mấy quán Việt Nam ưng ý như quán phở Tonkin này. Mình đã ghé lại 2 lần vì cảm thấy hợp khẩu vị ở đây. Trong đó có món bánh cuốn với nước mắm pha rất là ngon, dùng kèm chả lụa nữa, hành phi, rau thơm, giá có đầy đủ luôn. Ngoài ra phở ở quán này thì cũng hợp khẩu vị với mình, nước dùng thơm, đậm đà nè. Và tối hôm đó thì mình quay lại quán, mình đã gọi một tô đầy đủ bao gồm thịt, gân, bò viên. Mà các bạn có để ý cái đĩa rau giá bên này á, người ta dùng chanh là chanh vàng nha, chứ không phải chanh bên mình. Mà mình đoán là do chanh kiểu bên mình thì bên Úc nó cũng khá là hiếm. Nếu mà ai biết rõ về điều này thì chia sẻ thêm với mình với nha. Và có một quán nữa ở Sydney mình cũng khá là ưng, đó là quán bún bò Huế Gia Hội. Quán này thì mình tới vào hôm cuối ở Sydney và khá ưng với hương vị tại đây. Mình đã có một tô đầy đủ thịt bò, giò heo, chả, nước dùng thì rất là đậm đà và thơm nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi vlog này nha. Và đợt này thì thời gian hẹp nên mình chưa đến thăm những khu có cộng đồng người Việt khác. Và nếu các bạn biết những khu nào có cộng đồng người Việt sinh sống ở Úc nữa thì chia sẻ với mình nha. Để dịp sau có nhiều thời gian hơn thì mình sẽ ghé qua chơi.